Chào mừng các bạn đã trở lại với channel Tránh Game. Có phải các bạn đang thấy tò mò khi mà các cái tên như Bé Tranh hay Sad Boy và các cái tên nổi trội khác được dự đoán từ trước khi mùa giải bắt đầu, nhưng khi vướng phải các án phạt về cày thuê của Garena thì phải tạm thời bỏ lỡ với giải đấu mùa xuân. Nhưng vào tháng 7 này, cơ hội của Bé Tranh, Sad Boy và đương nhiên cả Xuân Bách và Henry khi họ có cơ hội sang Mỹ thi đấu ở giải đấu World Cup của Liên Quân Mobile, nơi quy tụ 9 đội tuyển từ khắp các khu vực trên thế giới. Vậy thì cơ hội cho các tuyển thủ đang phải nhận án phạt này là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Khả năng cao, các vận động viên sẽ được lựa chọn theo các tiêu chí này. Thứ nhất, một đội hình siêu sao được bình chọn trực tuyến thông qua website. Điều này giống với cách lựa chọn thành viên cho đội hình siêu sao Việt Nam tham dự giải siêu sao đại chiến Đông Nam Á của bộ môn Liên minh huyền thoại diễn ra hồi năm ngoái. Việc lựa chọn này góp phần tìm ra các cái tên tinh hoa nhất ở mọi vị trí như đường mid, rừng, trợ thủ ở khu vực Việt Nam. Trong đó có cả một số vận động viên không may dính phải án phạt cấm thi đấu như Bé Tranh, Sad Boy, Henry và Xuân Bách. Nên điều này đòi hỏi các khán giả phải thể hiện sự mến mộ của bản thân qua các lá phiếu trong tay. Thứ hai, thành viên của đội vô địch giải đấu đấu trường danh vọng mùa xuân 2018. Giải đấu vô địch quốc gia của Liên Quân Mobile đang được tổ chức, hiện kết thúc ở vòng thăng hạng, chuẩn bị bước vào vòng bảng quốc gia. Premier là đội được đặt cách vòng thăng hạng, nhưng khi Á quân giải châu Á AFC 2017 là Game TV thể hiện được sức mạnh hủy diệt của mình dù đội phân nửa là tân binh. Ngoài ra các đội tuyển khác như TTN, Phố Bò Team quy tụ rất nhiều tài năng đại diện Việt Nam tham dự giải AVFC có thể chính là nhà vô địch của giải mùa xuân 2018 này. Đây là các dự đoán, nhưng tin chắc không khác lắm với điều lệ cuối mà Garena đưa ra sắp tới của chúng ta. Cùng chờ đợi, biết đâu có một điều may mắn tới các tuyển thủ của chúng ta. Nhưng dù đáp ứng được các tiêu chí trên thì điều đáng lo ngại nhất của Liên Quân Việt chắc chắn là vấn đề visa cho các tuyển thủ. Đặc biệt, họ lại là các tuyển thủ chưa từng ra nước ngoài thi đấu bao giờ. Liên minh thì có 2 lần phải hủy bỏ và phải nhường suất tham dự. Nên nếu muốn giải quyết vấn đề visa thì còn phải mong chờ nhiều vào sự may mắn. Bởi dù mạnh nhưng tổ chức ở Mỹ mà không có visa thì đây thực sự là vấn đề siêu đau đầu đối với đội tuyển Việt Nam. Còn theo các bạn, liệu có cơ hội nào cho các tuyển thủ này? Cùng để lại comment và đánh giá của mình nhé. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.